Ngày 4 tháng 2, Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa kiểm tra quán karaoke phát hiện 24 người dương tính với ma túy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 2 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành kiểm tra doanh nghiệp tư nhân Trúc Anh TZ, quán karaoke XO nằm trên đường Nguyễn Minh Đường, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, phát hiện có 36 người đang có mặt tại đây. Cảnh sát phát hiện có 24 người gồm cả nam lẫn nữ trong 3 phòng hát karaoke có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xét nghiệm ma túy. Kiểm tra nhanh có 24 người đều dương tính với chất ma túy tổng hợp. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy như bình xì xa, dĩa sứ, ống tròn bằng giấy. Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vụ việc, thu giữ các tang vật có liên quan, đồng thời mời 24 người trên về cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cảnh sát đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy đối với quán karaoke này.